Đây rồi. Bộ à. Lên mạng tìm kiếm việc làm. Thế nhưng đây là những gì hai cô gái trẻ quê ở Thái Bình nhận được. Chỉ 2 ngày sau khi đến làm việc tại quán karaoke Sao Club có địa chỉ tại huyện Đông Anh, Hà Nội, không chỉ bị đánh đập tàn nhẫn vì không chịu tiếp khách, hai cô gái còn bị giam giữ trong căn phòng này suốt 24 giờ cho đến khi lực lượng công an ập vào giải cứu. Cháu bị nhốt ở trong này từ lúc nào? Từ hôm qua giờ em ra ngoài mà các em sợ em trốn, cứ quán này thôi. Cả hai chị em? Vâng ạ. Tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt của chủ quán, hai cô gái, một người 16 tuổi, một người 18 tuổi, bỏ học lên Hà Nội tìm cơ hội đổi đời. Thế nhưng, do không chiều khách ngay tại ca làm việc đầu tiên, nên chủ quán lập tức dở mặt. Lý do đánh đầu tiên là Bắc có tát hai nạn nhân mỗi người một cái là do bị can hỏi nhưng mà hai nạn nhân không trả lời. Cái đánh thứ hai đó là bị can đã cho về rồi nhưng mà em Hà vẫn cố tình là tự tử để dọa bị can. Thế em ấy cố tình rạch tay để giả vờ tự tử. Thế là chồng bị can mới bực mình quá mới tát và đạp anh em ấy một hai cái, bảo là anh đã cho về rồi còn tự tử để dọa anh. Thực tế thì khi đã lỡ sa chân vào động khiêu dâm trá hình này thì không dễ gì thoát ra như lời chủ quán nói. Để dễ bề trói buộc nạn nhân, ngay từ khi đến quán, Mai đã tạm ứng cho mỗi người 1,5 triệu đồng, sai người đi mua quần áo để tiếp khách. Để được rời khỏi quán thì bắt buộc phải hoàn trả đầy đủ số tiền này. Ngày nào em gọi hai em xuống bảo đón về mà anh. Đón về nhưng mà người nhà chưa đến, chưa trả tiền đứng thì chưa được về đúng không? Vâng. Cơ quan công an đã đưa các nạn nhân đi giám định thương tật tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh, phát hiện nhiều dấu vết bầm tím do bị đánh trên cơ thể. Ngay lập tức, 4 đối tượng gồm 2 chủ quán và 2 nhân viên thực hiện việc giam giữ nạn nhân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đông Anh ra quyết định tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp. Thì qua cái sự việc này thì cũng cảnh báo đối với các cái chủ cơ sở karaoke, người lao động hoặc là bất kỳ ai là khi đối với có cái việc nợ là phải thực hiện là việc đòi nợ theo đúng theo quy định pháp luật, nghiêm cấm cái hành vi bắt giữ hoặc là gây thương tích đối với con nợ thì sẽ dẫn đến cái hành vi vi phạm pháp luật. Quán karaoke Sao Club trung bình nuôi khoảng 25 nhân viên nữ phục vụ tiếp khách trong các phòng hát. Hầu hết tiếp viên đều là người dân tộc được chủ cơ sở dụ dỗ xuống Hà Nội làm việc. Tất cả nhân viên đều không có hợp đồng lao động và bị trói buộc làm việc theo hình thức xã hội đen. Theo điều 157 Bộ luật hình sự, hành vi bắt giữ người trái pháp luật có thể bị phạt từ 2 đến 7 năm tù.